nghiệp mà chẳng qua vì nghề nghiệp. Anh biết rằng đâu phải chỉ riêng anh mà chung cho mọi khách hàng, nhưng anh vẫn là người em dành riêng cảm mến, giúp đỡ em bạc tiền để bên đồng vốn liếng. Đó là nguyên nhân đã phát sanh tình cảm mà em đã dành tặng riêng anh, có đúng vậy hay chăng? Nghĩa trả ơn đền là bổn phận của em, nhưng mà tình cảm thiện liền đâu phải do bạc tiền. Anh muốn hỏi em một lời chân thật, anh bao giờ mà không chân thật? Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân, cớ sao em lại buồn? Em hẹn hết ngày này rồi sang qua ngày khác, chẳng có một lần nào em trả lời cho dứt khoát. Hay là tình anh với em không xứng đáng, em muốn cướp cả ra vì ngại ngùng một chút em chưa? Không phải vậy đâu anh Hoàng. Vậy thì tại sao? Tại sao em mãi đài đọa anh với ngày tháng mỏi mòn chờ đợi, khi muốn cùng em trao đổi mong tình duyên? Cứ mỗi mùa khi chín trái sầu riêng thì lòng chờ đợi cũng mỏi mòn theo. Hoàng ơi, em đâu phải là gái cung son mà mang niềm kiêu hãnh, dùng nhan sắc trời cho đài đọa kẻ si tình. Tình của anh dành riêng cho vinh hạnh vô cùng, trót mang thân phận 12 bến nước, đốt chịu trong nhờ còn ao ước gì hơn. Quen biết với anh từ đầu mùa có trái sầu riêng, dù chưa trao câu ý kiếp tình chàng, nhưng anh là thiên thần cảm dỗ tơ duyên, có phép diệu quyền làm hồn em sao xuyên. Có nghĩa là em không phủ nhận tình tôi, có nghĩa là em bảo tôi hay kiên nhẫn đợi chờ mà nuôi hy vọng, có phải vậy không Liên? Sẵn sàng tìm mọi cách để quên em, thà đau đớn một lần hơn u hoài trọn kiếp. Vì sao tâm sự riêng em mang nhiều bi đát, chẳng có lần nào em chân thật kể tôi nghe.
có trở ngại nào đã làm ngăn cách đôi ta, sao em không nói để anh tìm phương giải quyết. Anh là một gã con trai mang nhiều nghị lực mà nay phải đành khuất phục trước tình yêu. Nói cho nhiều cũng chỉ bấy nhiêu thôi, anh đừng hỏi thêm buồn duyên nợ. Thôi thì linh hồn này em trả cho anh đó, còn thể xác này em đã bán từ lâu. Thể xác em đã bán từ lâu rồi, em nói thế có nghĩa là... Thôi anh đừng hỏi gì thêm, em đã mềm yếu quá nhiều rồi. Hoàng ơi, em đang là người phạm tội. Liên, Liên, em bỏ anh chạy đi đâu vậy? Liên, Liên, em đã về đó phải không Liên? Dạ không, tôi là một người khách lạ. Vậy à? À, xin lỗi nha, tôi bị mù lòa nên không thấy. Ai đó? Dạ, tôi là Hoàng, bạn của Liên. Hả? Bạn của Liên? Vâng, còn ông đây là... Nếu cậu là bạn của Liên thì... cứ gọi tôi bằng anh cho nó được tự nhiên. Trước lạ sao quen chớ có ngại ngùng. Tôi là anh trai còn Liên là em gái. Cha mẹ khuất cả rồi phải đùm bọc lấy nhau. Tôi bị mù lòa mang số phận thương đau. Cuộc sống cậy nhờ đưa em gái mà thôi, nhưng nó lớn khôn rồi cũng phải chọn chỗ chọn nơi để nó trao thân gửi phận cuộc đời. Nó nói nó có yêu một người mà tôi chưa biết là ai. Dạ thưa anh hai, kẻ đó chính là tôi. Hỏi cậu cho vui vậy chứ tôi biết cả rồi. Vì em gái tôi đã nhiều lần nhắc nhở đến tên cậu Hoàng và có hỏi ý kiến của tôi. Ý kiến anh thế nào, có thể được hay không? Tôi nói nhà mình nghèo, sợ cậu rẻ kinh. Hôm nay tôi gặp được anh hai, thật là may mắn vô cùng. Thấy cậu thật tình tôi cũng có lòng thương. Cậu với Liên quen biết nhau được bao lâu rồi? Dạ, thì đầu mùa sầu riêng năm ngoái. Dạ, đến mùa sầu riêng này là vừa đúng tròn một năm. Dân giữa buổi loạn ly này mà chờ đợi nhau ngần ấy thời gian, cũng kể là những kẻ chung tình. Sao cậu không dục Liên sớm kết thúc cuộc tình duyên bằng một đám cưới cho rỡ ràng hai họ? Tôi hỏi thật cậu vậy cho một năm trời yêu nhau có lần nào phạm tội? Hai người có vượt ra khỏi sự tôn nghiêm lệ giao của gia đình? Cậu cũng biết là tôi mến cậu nên mới hỏi thật tình. Mình là đàn ông với nhau khỏi cần giấu giếm, vì trước sau gì cậu cũng cưới được Liên. Cậu nghĩ coi, tôi bị mù lòa trong cuộc sống tối tăm. Hy vọng cuối cùng là mong em gái mình được yên bề duyên phận. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho đời tôi mãn nguyện. Cầu thế phụ quyền huynh tôi nghe được lo tròn. Nói đi cậu Hoàng, tôi sẵn sàng tha thứ cho hai người và sẽ thu xếp để cho hai người được như nguyện. Tôi tin rằng cậu sẽ thành thật đối với một người mù lòa bóng quáng cũng như tôi. Cậu Hoàng, cậu hãy nói đi. Anh ai đã hỏi em cũng xin thật tình bày tỏ là một năm qua em chỉ nhận đón duyên hờ. Liên vẫn coi em như tình nghĩa bạn bè. Nhắc chuyện hôn nhân thì nàng buồn, nàng vẫn dường như trong lòng mang nặng tối sầu. Mục đích em đến đây là tìm hiểu về Liên để quyết định mối tình cho dứt khoát. Chớ bạn không là bạn, khách không là khách, mà yêu chẳng ra yêu, tình cũng chẳng ra tình. Nghĩa là một năm trời qua cậu đeo đuổi theo Liên, chứ không phải Liên nó đeo đuổi theo cậu. Dân
tội nghiệp. Tội nghiệp cho cậu mà cũng tội nghiệp cả cho Liên. Chỉ có tôi mới giúp hai người đến nơi đến chốn. Sở dĩ một năm qua cậu không thể vượt qua tình bạn là gì? Liên còn thương kẻ tật nguyền nơi chốn tối tăm. Cậu Hoàng, gặp cậu rồi là tôi có thể yên tâm. Tôi sẽ gửi gắm em gái tôi cho cậu. Đêm nay cậu hãy tại tôi mà ở lại trao giùm bức tâm từ cô gói đến một tâm tình. Giấy mực cậu có đem sẵn đó hay không? Nghe tôi đọc, cậu viết theo tôi để kẻo trễ giờ tôi đi đám tang. Người ta mướn tôi đờn ca cho tới sáng, với bản nhạc buồn em bán trái sầu riêng. Mình ơi, em đi bán mới về nè mình. Mình đâu rồi? Ôi, kìa, anh Hoàng. Liên, Liên ngạc nhiên về sự có mặt của tôi. Anh đến đây đi làm gì? Anh đến để trao cho em một nụ cười. Cảm ơn anh. Nhưng lần này em không dám nhận thư của anh như lần trước nữa đâu. Nhưng lần trước khác, lần này khác mà Liên. Nghĩa nặng còn mang chưa đáp đền ơn sâu. Số tiền anh giúp em lần trước cũng dư đủ để lo chuyện bán buôn. Em thành thật biết ơn. Em biết anh không có lòng lợi dụng, nhưng thật tình em chẳng dám tham lam. Và xin anh đừng phiền đừng giận, cất phong thư đi kéo bà con lôi xuống. Thương chuyện riêng tư trao đổi ân tình. Đây là bức thơ chứ không phải bạc tiền, xin em chớ có hiểu lầm. Nếu là thư tình thì còn tai hại nhiều hơn. Nhưng đâu phải thơ anh viết gửi cho nàng. Không phải là thư của Hoàng. Vậy thư của người nào viết gửi cho Liên? Đây là thơ của anh Trọng chứ không phải của anh. Hả? Thơ của Trọng gửi cho em? Trọng đâu rồi? Hoàng, anh đã nói gì với Trọng? Anh đã thú nhận với Trọng tình anh yêu em. Trời! Trọng chấp nhận cuộc tình duyên này và cho phép anh ở lại đây đêm nay để gặp em cùng nhau tâm sự. Bàn tính chuyện hôn nhân làm đám cưới đầu xuân. Những lời lẽ trong thơ là nguyên văn của anh Trọng. Anh chỉ có việc chép ghi thề không bớt không thêm. Hoàng ơi, anh đã làm một công việc cuồng điên. Anh có biết Trọng liên hệ gì với cuộc sống của em không? Anh bảo anh là anh hai còn Liên là em ruột. Không phải đâu, Trọng là chồng của em. Trời thật như vậy sao? Hoàng ơi, anh đã đem dông tố vào trong căn nhà bé nhỏ. Từ đây trên khắp nẻo đường sương gió, em biết chồng em phiêu bạc ở phương nào. Chồng ơi, mình bỏ em đi sao chẳng đợi em về. Tình nghĩa phu thế mấy năm trời sâu đậm, không lẽ phúc tạ từ chẳng nói được một vài câu. Em còn đây mà anh vội bỏ đi đâu, ai dìu dắt anh trên nẻo đường sương giông. Ai kể anh nghe khi mấy chiều lắc ngõ, khi hoàng hôn rơi cuối nẻo chân trời. Trời ơi, việc Trọng bỏ đi, tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi hứa sẽ đi tìm Trọng về trả lại cho Liên. Và xin chấm dứt chuyện tình hôm nay với muôn ngàn lời tạ ơn. Hoàng ơi, sự thật bây giờ không còn gian dối. Anh hiểu cả rồi.
đường tình chỉ một lối vào tim, làm sao em có thể chia đôi duyên nợ. Nếu một năm qua em đọa đày anh khổ sở, thì giờ đây em đang chết dở một linh hồn. Anh không buồn không giận gì Liên, mà còn kinh phục một tấm lòng chung thủy. Em đã tự bỏ giàu sang sống đời lam lũ bên một người chồng mà khốn khổ mù. Liên ơi, tôi tự biết tôi là kẻ gây nên tội lỗi, đã vô tâm phá vỡ cuộc tình duyên. Nhưng xin Liên hiểu dùm tôi, một kẻ thiếu yêu đương đã mơ ước một cành hoa có chùa. Vậy tôi xin tạ lỗi, xin giả từ Liên. Tôi ra đi tìm anh trọng trở về, cho gia đình Liên được đoàn viên. Mối tình của anh xin giả từ Liên và xin hứa kể từ nay không dám quấy rầy hạnh phúc của Liên. Ta lang thang trên khắp nẻo đường thê lương, thà giảng dài phong sương cho người yêu không dương bận tâm tình duyên tơ tóc cũng thôi đành. Đời tật nguyền hàng năm tối tăm nên mới bỏ đi cho nắng mưa vùi chôn. Lời ca sầu buồn dương trong gió sương, ai xót thương nỗi đau của mình chăng? Anh Trọng, cậu Hoàng đó à? Sao cậu bỏ đi, không ở lại đợi Liên về? Liên đã về và nhờ tôi đi tìm anh đây. Nhờ cậu đi tìm tôi? Vâng. Nhờ cậu đi tìm tôi để nói lại vài lời thương hai. Hai là khuyên tôi đừng quay về chốn cũ để nàng được yên tâm cất bước theo. Tôi cũng nhờ cậu chuyển lại lời tôi nói với Liên rằng sự hy sinh của tôi không phải là vô nghĩa. Từ lâu lắm rồi tôi muốn tìm một lối thoát cho tôi, chỉ có dịp này Hoàng mới giúp được mà thôi. Tôi nghèo lắm, không đủ tiền lo sính lệ, mà dù có muốn về mừng người vợ cũ cũng chẳng có ai chỉ lối đưa đường. Anh Trọng, anh đã hiểu lầm tôi tìm gặp anh đó là để mời anh trở về nhà và để trả lại nguồn hạnh phúc cho anh. Trả lại nguồn hạnh phúc cho tôi? Không, hạnh phúc tôi đã nhường lại cho Hoàng thì tôi còn về chi nữa. Cuộc tình này đâu phải đổi chát bán mua, hễ có người đến tất có kẻ đi. Tôi xử sự đúng luật giang hồ mã thường. Tôi cũng biết Liên còn thương tôi nhiều lắm, nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn lại vết thương lòng. Nhưng tôi không bằng lòng nhẫn lãnh sự hy sinh, yêu cầu anh phải quay về đường xưa lối cũ. Chớ không phải cậu đã qua rồi đêm hương lửa gọi tôi về trả vợ cho tôi. Anh Trọng,
anh nghĩ thế nào về tôi mà anh gán cho tôi những hành vi không tốt đẹp đó? Tôi nghĩ rằng nếu cậu thật tình thương yêu vợ tôi thì không có lý nào cậu lại bỏ phí công lao. Một con mồi đã rồi bỗng dưng cậu dừng chân bỏ cuộc khi hạnh phúc đã hoàn toàn nắm gọn trong tay. Tôi là kẻ có lương tri biết điều hơn lẽ thiệt, anh chớ hiểu lầm mà oán hận trốn bổn phận làm chồng bỏ vợ bơ vơ vội vã bước đi không lời từ biệt để một kẻ cô đơn sao không tội nghiệp. Việc của anh làm thật là đang trách sự hy sinh này chẳng ai kính phục anh đâu. Anh chồng ơi sao anh nỡ đoạn tình, em vẫn yêu mình như thuở mới vào yên. Rồi liền em đến đây từ bao giờ, sao không ở nhà đón nhận của tình duyên? Chồng ơi em chỉ còn một con tim thì làm sao chia hai lối mộng. Em chỉ yêu có một mình anh thì còn tình nghĩa đâu mà san sẻ cho quan. Chỉ những lời làm vợ anh là em đã chọn một con đường. Thà sống bên một người chồng tàn phế mà hạnh phúc lâu dài mà vì quá thương em nhọc nhằn lao khổ sông tiên. Sự có mặt của tôi đã trở thành vô nghĩa, xin gửi lời chia vui tôi cất bước lên đường. Sầu riêng năm nay mang nhiều kỷ niệm, tôi mua hết cái sầu về ấp ủ đơn. Nhưng biết năm sau có ai còn ngồi bán sầu riêng để người khách cũ ghé hàng ghé bài phiền mua. Em bán sầu riêng cho tình duyên không bán để khách ngẩn ngơ nghi ôm hối hận. Để chiều ý cô à, tôi sẽ đàn, Liên sẽ hát, cả hai vợ chồng tôi riêng tặng hoàng khúc nhạc sầu riêng. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em đây bán cái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Cho má thắm môi hồng sầu riêng chan chứa trong lòng, thì xin đừng nói đến yêu đương, khách đã tình tình chớ dâng dương. Không dâng không dương mới gửi lời từ ta, chúc đôi vợ chồng son ta tóc lâu bền. Mùa năm sau Liên vẫn còn đi bán sầu riêng, hoàng nhớ ghé quán hàng nghe lại bài ca từ. Bài ca anh viết cho nàng, viết